cái này dương mà riêng cho nên cái hơi thả bật cả đo sống khăn mùi đài nhật cầu mùi bạc cảm chí bàn cho nơi ăn xa nạ này cao dục dụ cho mùi nâng cái nạ cam ca mùi là bạc là hay đài cái nạ cam ca mùi là bạc là đôi nhật cầu mùi bạc cảm chí chẳng cứ chân nạ đài cực cực vì xây mùi bạc nơi khăn nông bạc tên là nhưng chẳng vì ngày này cứ dương miên nơi tùm nạ tầm nông chìa plơ ca đài nì dê âm bì ca plạc đô bò là miên rồi viên khăn miền là thay dựng ai chun po miền kia bà sơn chỉ miền bành hạ ấy cả lá rồi coi dựng ai ngon po miền bà sơn chỉ miền là sầm na sông po miền chết đại nào mùi miền là thay dựng miền cả tập kịch rung kia mùi thời tập ngon po miền ở kia tập về tập màu hay nâng trong nâng mùi tiết đại dựng mà bị chết cho ba nữa con ông ở mùi du ngày nấy cứ ca chui kia tập về tập màu để ca chui kia nấy miền này thả mấy miền này thay chui cho đồng trên làm bay ảo tim mùi mình trai chụp miền phải dựng miền mà tập tiếp không ca cùng công vi sai nấy đôi kia miền thay bây giờ miền là vây đại bị xét dương ai chạy cầm lê chỉ muốn là hàng lá hàng lá còn miên là vây để chỉ bị xếp đẹp bòn chỉ muốn là cái nào cũng không tìm ra còn ai chạy cầm lê mà nhặt con bạc cầm chỉ chắc dương là thưa càng nghe chạy cầm lê đi chia phải chạm cho nắm hay để chặt đam vì ngày này tèm đó ngày này hàng nhặt con bạc cầm chỉ là thưa càng chạy cầm lê làm pi ca bọc sai luộc mùi bát bẩm nó bảy tòn chun từ hàng cái nào cầm ca mùi bát lá để con cầm bông tài liệu chọn khuôn nằm bây thời ca bóc sai đây bên tay ai trong năm nay năm khỏi chân có thời ca nơi bóc vì sao đại dương bàn hai lon bẹ pon chỉ muốn ca bóc sai mùi bát bảy tòn này bà nên cứ chỉ chúng ta chấp đảm hơi là không khai đóp ta mà vay để dương nâng cho thời ca ngày nít nhặt cọ bạc cam chiến nâng phơi tu sanh cách sắc xa mỗi thời hàng cái nạn cam ca mùi bát lá đã bây sắc xa pi ca bóc sai sinh nhà bán phần tay nơi lá cứ chỉ lượng tầm bông này cái bóc sai sinh nhà bán phần tay mà mê không rupee bàn lá cứ không rupee bàn đô la hay dương nâng chấp đào từ sắc xa thật ta kê điệp chom dương nâng ca đừng đấy investor và cái này để tinh mua được bát bấm nol chia rupee cho ban đô la nâng cứ chơi mò pi khang na khla hay pe để kê vô cả nâng từ chom chi không tìm ra cái thôi vậy đầm bay cũng ao khó ông pi cô ca này ca prapra rupee cho ban không sốc phần tay rupee hiệp này ca chênh sai mua bát bấm nol cứ chia mua bát bấm nol chia sạch prapra đô la chân như trong sắc xa ông pi dương nâng ca nâng hơi ca sầm rồi sầm bùa rồi bỏ kê khang không kê thôi vàng đừng đấy chân này cứ chỉ trong đấy để dương ban đã cố đã quyết cái này tha lượng này còn chơi máu dương chạy cũng lấy hay khai đóp dương đừng tư khang lai với năm bây giờ tụi ban là ca chạy cũng lấy bò miền này bị khang lai chân này hay cứ chỉ ở tận đây này ca cho anh usa nã cho mới cái này phần tay còn là anh usa nã này mình open mình mình bao sầm nhập tại này nhặt co thì cứ dương bao sầm nhập tiếp xa từng mù cầm hôn xa mua bát phải dưng có ai thưa cả chạy đồng lệ ní chung vui nâng cầm hôn xa mua bát nữa là hả vậy để cọt riệp chom bò pon để cọt riệp chom cả chồng mình chi để cọt miên ai tại chơi kia hay ai áp đo đồ pon miên việc kia hay có bao từ li chung từ đó cướp cầm hôn từ ngõ đài thưa chi cam nó không vì sai mua bát đầm bay thưa từ nẹt từ nong chung vui kia ưu thế họ bờ sân chơi miên viên dục cần pi la chạp rom nó tiếp xa cầm bị chi cơm hôn để tụi bà nhà bàn lại nó ai thưa tụi nè tâm đồ màu xa cam bị chìa bảo sân chỉ miên viên dục cần cam chia chắp bà rom từ khang la là ở nâng bắt đòn nâng cây xạ cả đời kia anh chân cứ chia ở mùa dù muối được có cây xạ bắt bắt cả muối để lỏ hay để cây xạ bắt bắt cả nấy việt đa tam côn dù bài rô bò rì ra thà phì bà cam chia cơm ca được nông bỏ sân này để chỗ đây miên nâng cây xạ cả đòn lỏ cho mùi nâng bắt tên là dù cho nằm nằm mà hỏi để tơ tay chị bóng ôn nâng kia anh chân hay dương đa tam côn dù bài rô bò bắt tê dương đa tam côn dù bài rô bò rì ra thà phì bà dương hay chùm rôn ai vì say rành thụ mùi nè miền tận mẹ tận nông chết sân tận mùi khné không có đai tận mùi cái na dương phụng rich tiếp xa ở thom cái na dương miền cái hai ta investor bê cam tài tràn tiếp xa nông rich chậm ra chỉ riêng dương close down rồi có bật cái hai ta rung vuông mũi miền ta ở rung vuông mũi ở tu tại anh ở phơi tại anh anh đang việt nam ta có phần năng và tại bà xuân dương phụng rich rung vuông năng ở việt thom thôi ca cho mùi khné nhằm kết hai dương năng ai phụng rich tiếp xa này ban can tài lo hay ở vậy tài lo nó cứ tiện tiền viên dục cần bị cào đầm bòn phải dương châu mà không đầm bòn phải dương các bà rich rung vuông bò hay đầm bòn lực lắng ta dương phơi bàn mà nó tệ hay bà xong chuẩn bị phong đại tham mà tôi ngày nay dương ban cho anh usa nát để dương ở chung một thai chỉ bài là từ ở một chú chỉ muốn nâng bà tề lão để dương vừa ngày nay bà tay muốn nâng cho chỉ muốn nâng lão nấy dương có ban cho rui sai hay chỉ muốn nâng bà tề việt nam chỉ muốn nâng bà tề thái
hay trong ឆ្នាំនេះដែរក៏ខ្ញុំបានចូលនុសានៈនៃការយុយលនេះក្រោមការអនុញ្ញាតពីអាដាមអាកេមដសវិចៅបញ្ញរមត្រីអូនពលនិរតដែលចោះរួចហើយជាមួយនឹងខាងគណៈកម្មការមូលបត្រម៉ាឡេស៊ីហើយយើងនឹងព្យាយាមដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាស៊ានដើម្បីបាននៅកិច្ចការកិច្ចសហការ bilateral នេះប៉ុន្តែជំរាបផងដែរថាទោះបីជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនេះគឺជា bilateral cooperation ប៉ុន្តែជារួមក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានយើងមាននៅគេហៅថា multilateral cooperation មួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា ASEAN Capital Market Forum ASEAN Capital Market Forum គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រទេសរបស់អាស៊ានទាំងអស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់ប្រមុខនៃយន្តការរបស់អាស៊ានផ្នែក security ផ្នែកមូលបត្រដើម្បីជួបប្រជុំគ្នាមួយឆ្នាំពីរដងទៅជួបគ្នាអំពីការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្រនៃប្រទេសនីមួយៗហើយដែលកិច្ចប្រជុំ ACMA នេះគឺស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានតែម្ដងព្រោះប្រធាននៃវេទិកានេះមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែរៀបការជូនទៅកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរញ្ញធអាស៊ានអញ្ចឹងហើយគឺអ្វីៗដែលយើងធ្វើគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងមួយនៃកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ានសម្រាប់ ACMA អញ្ចឹងនេះគឺជាក្របខ័ណ្ឌទូលាយមួយដែលយើងបានធ្វើហើយបາງក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូលាយជាអាស៊ាននេះយើងព្យាយាមធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យទីផ្សារកាន់តែមានភាពអធិកអធមនិងសកម្មជំរាបផងដែរថាយើងអាច extend មានថាយើងអាចពង្រីកបន្ថែមទៀតថាតើញ៉ាត់ក៏អាចធ្វើសហប្រតិបត្តិការក្នុងកម្រិតណាទៀតយើងមិនមានត្រឹមតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាស៊ានទេញ៉ាត់ក៏បាត់កម្ពុជាគឺជាសមាជិកគេហៅថាសមាជិកសមាការីមួយនៃអង្គការនិយ័តកមូលបត្រអន្តរជាតិហើយភាសាបរទេសហៅកាត់ថា IOSCO IOSCO គឺជាអង្គការនៃនិយ័តកមូលបត្រអន្តរជាតិមួយដែលប្រមូលផ្ដុំនិយ័តកជាង100ប្រទេសហើយយើងគឺជាសមាជិកមួយនៅក្នុងនឹងដែរដែលយើងអាចធ្វើសកម្មភាពការក្នុងក្របខ័ណ្ឌធំនេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែក្របខ័ណ្ឌនេះវាទលាយអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវមានកិច្ចសហការទ្វេភាគីបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយជំរុញឲ្យកិច្ចសហការក្របខ័ណ្ឌធំកាន់តែមានភាពរឹងមាំ